Vĩnh Phúc, bị nhắc vì đỗ xe trước cửa nhà dân, nam thanh niên dọa nổ súng. Chiều 3 tháng 3, lãnh đạo Công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1997 ở phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên về tội đe dọa giết người. Theo hồ sơ điều tra, gia đình Tùng là hàng xóm cùng phố với bà D. Sáng 11 tháng 2, bà D thấy xe ô tô của Tùng đỗ trước cửa nhà mình nên đã thắc mắc góp ý, cho rằng gia đình bà D cũng có một số lần để xe trước cửa nhà mình nên Tùng ứng xử ngược lại như vậy. Sau đó đôi bên lời qua tiếng lại với nhau. Một lúc sau, Tùng đi vào nhà cầm một khẩu súng tự chế rồi đe dọa sẽ bắn chết bà D. Bà D hoảng sợ chạy vào trong nhà trú ẩn rồi gọi điện báo cơ quan công an. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên xác định hành vi của Nguyễn Thanh Tùng phạm vào tội đe dọa giết người nên đã khởi tố bắt tạm giam trong thời hạn 2 tháng.